Đấy, em muốn ăn rau dinh dưỡng đúng không? Cả mì nữa. Hai đứa này. Bảo này. Bảo mì hú này. Nào. Còn một ít ăn lốt đi. Đấy, ở trên đây này. Thích lắm, chúng bọn này thích ăn cái rau dinh dưỡng này lắm. Thơm cực. Này, cái này ăn gần hết rồi mà mình chúng nó ăn cho tí ha. Hết sạch luôn. Mình đang phải cố bóp ra để cho chúng nó ăn. Bóp ra còn bao nhiêu thì liếm nốt đi. Ôi, một tay bóp khó quá. Lên được một ít rồi. Này, ăn đi cho khỏe nhá. Ô lúi đâu ấy nhở? Mì cũng đầu gấu lắm đấy chứ. Bị cạo hết lông rồi mà vẫn chả sợ đứa nào. Bạn, các bạn thấy mì giống con Sphinx không? Tai to này. Chả hiểu sao tai nó lại to thế. Ok, mình sẽ để mày quay đây. Đây. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. Mì mày khỏe, mày ăn làm gì này. Này, bóp được rồi, này. Này. Chết rồi, nó che mất camera rồi. 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 Ui, sổ nó bạc.